Rồi xin chào tất cả anh em cassette ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh em một mẫu đài cassette đến từ thương hiệu của Sanyo. Sanyo. Thì con này nó có một cái màu rất là độc lạ ha, màu hồng phấn. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai thì con này nó thiết kế tới 4 cái loa, hai cái một cái nằm trước, một cái ở trên và mặt bên này cũng vậy nha. Đấy. Con này cái size ngang của nó là 46 ha, rất là dài. Và cái chiều cao 11 và cái chiều ngang này là 10 ha. Đấy. Thân hình thì rất là con đố. Đây, màu hồng phấn nha. Màu hồng phấn có cái mã là MW800. Thì con này là xuất sang thị trường Mỹ ha. Xuất thị trường Mỹ. Cho nên là nó mới thiết kế cái mẫu này ha. Thường những dòng hàng nội địa thì nó vẫn có, nhưng mà nó rất là ngắn, nó chỉ một cửa băng thôi, vẫn là 4 loa. Nhưng mà thường anh em tìm cái con màu hồng á, màu hồng mà để sưu tầm trưng bày thì rất là khó. Đó. Thì hôm nay thì cũng trong quá trình đi giao lưu với khách hàng thì có thanh lý lại của khách ha, đổi của khách một con máy. Thì con này ngày trước họ mua cũng khá là cao, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì họ không thích để điện 120V, thì để chuyển sang điện 220 rồi nha. Đó. Máy vẫn còn hoạt động, thì về bên em đã dọn tốt spa lại cho nó đẹp ha. Anh em có thể thấy không, nó là cái màu hồng phấn của nó còn rất là mới. Đấy, rất là mới. Và cái nhược điểm của con này á, thì nó đã bị cũ theo 5 tháng. Cũ ở đây là nó cũ những cái phần mạ cờ rơm, nó bị đốm. Anh em có thể thấy nó bị đốm. Đấy. Cái những cái kiềng lo này nó còn đẹp nhưng mà nó vẫn bị đốm li ti. Cho nên là khi mà bán lại cho anh em thì em sẽ báo rõ ha. Đây, những cái núm đút vẫn nó vẫn bị đốm. Còn riêng về cái màu sắc á, cái màu hồng của nó thì còn rất là mới nha. Màu hồng của nó còn đẹp keng màu hồng phấn á, màu hồng nhạt á, còn rất là đẹp. Đây. Máy mà đã về tay bên em thì nó full sạch ha, auto sạch từ A tới Z lắp đít ha. Rất là đẹp. Chỉ có điều là những cái phần mạ xi á, thì lâu ngày quá nó bị rơm. Đấy. Cho nên là con này chia lại cho anh em sưu tầm giá rất là hữu nghị là 1.800.000 ha, 1.800.000 nha. Anh em khó mà tìm được một con tầm giá như thế này mà vừa trưng bày vừa chơi nha, 1.800.000 đó. Radio FM full tần số 108. Máy có cái kích thước chiều dài là 46 ha, chiều cao là 11 và cái chiều sâu của nó là 10 ha. 10 thôi. 4 loa. Ở mặt trước thì nó thiết kế hai loa bass và hai loa mid nằm bên trên. Chất âm của con này thì khá là tốt. Về cái phần cơ thì do bộ cơ thì chủ trước cũng đã sử dụng khá là lâu rồi, cho nên là về bên em cũng cố gắng dọn thay lại những cái bánh ép, những cái bộ phận dây cua ro. Nhưng mà tiếng thì nó cũng hát cũng khá là ổn ha. Nhưng mà theo em đánh giá thì nó sẽ không có được chuẩn đét ha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc hai cửa băng để cho anh em tham khảo chút xíu. Giờ sẽ test cái cửa bên này, test ca sĩ Tuấn Vũ nha. Lay nè. Để tìm tôi giờ ra. Con này thì anh em nào thích sưu tầm trưng bày về cái thiết kế kiểu dáng và cái hình thức của nó độc lạ và cái màu hiếm á, thì anh em lấy. Nói chung là ba những yếu tố đó là nó đủ tiền rồi. Con này đẹp xuất sắc thì đêm đêm người môi hương mùi hoa trắng nào đường đông hoa tìm ai đầm đà ngày đó gọi tên nhà nàng cách nhà bên dàn hoa xung quanh từ
sáng chôn nhớ thương thầm mơ ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng. À, dây cu ro thì để thay rồi, hai sợi ha, hai sợi thì để thay full rồi. À, cái cửa băng nó re vô rất là tốt, nhưng mà do khi mình mở ra cái trái khế của nó dính vào cái trục này nên nó không có chạy ra. Còn khi mình để vậy nó re vô rất là êm, nó lò xo đồ ngàm nghiếc đồ đầy đủ, không có bị gãy nha. Đấy, rất là sạch bông thôi. Rồi cửa thứ hai thì test cuốn nhạc của Thúy Hà. Trời làm cho mưa bay răng mây tím dệt thành sâu. Hôm nay mà lấy về trưng bày thì quá đẹp mắt rồi. Trùng dương vang tiếng gọi, ôi sông thiêng em về trời mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc. Trời làm cho mưa bay răng mây tím dệt thành sâu. Rừng thiêng đó âm u, rừng thiêng vang tiếng gọi. Ôi núi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi, con xin ghi xin khắc. Ở đây cái nút này anh em thấy không, nó bị khác ha, cái này là nó có sẵn rồi nha. Đây. Đây. Cái nút này là chủ cũ sử dụng, người ta để chắc là bị bay hay gì họ sơn lại thôi. Nói chung thì tổng thể máy thì giá 1.800.000 thì anh em không thể nào mà so bì được với chiếc đài. Nếu mà con này mà đẹp xuất sắc mà đúng hàng nước ngoài về thì nó không dưới 6.000.000 ha. Mà con này rất là hiếm ha. Thường thì dòng Sanyo 4 loa thì cũng là có, nhưng mà nó chỉ có một cửa băng thôi, nó ngắn, nhưng mà con này xuất thị trường Mỹ nó rất là hiếm. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua phần test radio. Radio thì con này FM full tần số, radio thì mình gạt lên trên. Cái này thì em chỉ test nó bắt đài nha, còn cái quá trình anh em mình sử dụng thì mình nghe sóng nào thì mình có thể chỉnh anten. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là động lực phát triển kinh tế xã hội. Nói thật là tôi làm và tôi chẳng hy vọng. Tôi nghĩ là có rất nhiều bạn khác. Rồi FM chuyển qua AM. AM thì mình gạt xuống hết. Điều này thì nó rơi vô cái khung kia là không chạy được nào hết á. Nếu vậy thì phải xử lực. À, cái việc này tôi nghĩ nó cũng cực kỳ khó. Rồi, chiếc Sanyo, màu hồng phấn, 4 loa, rất là độc lạ và rất là đáng sưu tầm. Thì trong tầm giá 1.800.000, 1.800.000 là em bán giao lưu cho anh em chơi nha. Nhưng mà con này giá này thì nó theo em thấy thì nó rất là bình dân. Vì cái màu hồng thì để nói là cái màu hồng thì nó rất là hiếm rồi. Về trưng bày lên kệ thì nó cũng rất là mọc đẹp ha. Và nó độc lạ, nó là 4 loa. Đấy. Con này thì chủ cũ trước để sử dụng và để chuyển sang điện 220V. Cho nên anh em về chỉ việc gắm điện 220 mình xài thôi.
không cần phải qua cục chuyển đổi ha. Rất là tiện lợi cho anh em thích sử dụng điện 220. Rồi giá 1.8 triệu, anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại em để trên bài, hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo để anh em mình trao đổi và làm việc trên đó. Anh em lưu ý là bên em bán hàng chuyển khoản ha, không ship code. Anh em cứ tham khảo trước ha, thấy đầy đủ niềm tin, đặt niềm tin thì anh em mình giao lưu. Em bán hàng chủ yếu là bán vì cái uy tín, chứ không phải vì 1-2 triệu đồng mà mình đi lừa đảo này nọ ha. Đấy.